Bạn hãy nhìn xem, nhỏ một chất lỏng màu vàng xuống rêu xanh. Chỉ vài phút sau, rêu trong khay bắt đầu mọc rất nhanh, lập tức biến thành một dây leo to khỏe, tốc độ tăng trưởng cực kỳ nhanh. Cho đến khi kính bị nứt, nó dường như sắp xuyên thủng cái hộp này. Holland vội mở khóa ức chế sinh học để kìm hãm sự phát triển của nó, mà loại chất lỏng màu vàng này có thể làm cho thực vật biến đổi gen, và nó được lấy từ một đầm lầy địa phương. Vì để làm rõ chân tướng, Holland và Aken liền nửa đêm mồi thuyền đi tới đầm lầy đó. Họ phát hiện ra chiếc thuyền đánh cá đã gặp nạn trước đây, dây leo giống như một con quái vật khổng lồ. Holland mạnh dạn bước ra xem thử. Rất nhanh anh đã tìm thấy một cái máy tính. Ngay lúc họ sắp rời đi, một chiếc hộp sắt trên tàu đã thu hút sự chú ý của anh. Holland dùng hết sức để gỡ dây leo, để kéo hộp sắt ra. Sau khi mở ra thì phát hiện, nói lại là cơ chế tự động giải phóng dưới nước. Thông qua thử nghiệm, chất lỏng màu vàng bên trong chính là chất gia tốc sinh học, với nồng độ rất cao. So với mẫu thí nghiệm họ lấy ở đầm lầy hôm trước, xem ra có ai đó đã cố tình đổ chất lỏng này xuống đầm lầy, mà vị trí được đánh dấu trong chiếc máy tính đó chính là vị trí cụ thể của từng chỗ thả chất lỏng để duy trì hòa bình thế giới. Holland quyết định tự mình thử nghiệm, thông qua định vị để có thể vớt tất cả các hộp lên. Vị trí quả nhiên là thật, rất nhanh anh đã vớt được một cái hộp. Nhưng lúc anh chuẩn bị vớt cái hộp thứ hai, thì một luồng sáng mạnh chiếu về phía anh. Anh không thể nhìn rõ phía đối diện là người hay là quỷ. Đột nhiên, Holland gắng gượng đánh lái thuyền để chạy trốn, nhưng người đàn ông đối diện lại bắn một quả pháo tới chỗ anh. Một tiếng nổ lớn, ngọn lửa cháy sáng cả khu đầm lầy. Người đàn ông liền lái thuyền rời khỏi đó, nhưng hắn không thể ngờ rằng, trước thời điểm pháo nổ một giây, Holland đã cố gắng lăn xuống nước, thoát được một mạng. Lúc này anh thở không ra hơi. Anh đã dùng phần sức lực còn lại của mình để bò lên bờ, rồi ngất tại chỗ. Lẽ nào Holland sẽ chết thật sao? Đương nhiên là không rồi. Đúng lúc này, vô số dây leo đã bám vào người của anh, quấn quanh eo của anh ấy, sau đó kéo anh xuống đáy đầm lầy. Càng lúc càng nhiều xúc tu nhỏ mọc ra, nhanh chóng chiếm lấy làn da của Holland. Phía bên này, Aken nghe thấy tiếng nổ liền chạy tới để giúp đỡ. Cô gọi lớn tên của Holland, nhưng lại thu hút những dây leo đột biến. Nhưng dây leo khổng lồ bò lên mũi thuyền, lật ngửa con thuyền lên. Aken trực tiếp rơi xuống đầm lầy, nhưng dây theo cũng nhanh chóng đuổi theo. Aken dùng hết sức để bơi vào bờ. Vào thời khắc nguy hiểm, những dây leo lại không đuổi theo tấn công cô nữa, còn chưa kịp phản ứng lại. Đột nhiên, một con quái vật khổng lồ xuất hiện dưới nước, đang chậm chậm tiến về phía cô. Dọa Aken sợ bỏ chạy một mạch vào rừng rậm, con quái vật mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Aken, nhưng không hề đuổi theo cô. Chỉ nhìn bóng lưng cô từ xa, con quái vật lại dần dần chìm xuống đầm lầy. Siêu anh hùng bóng tối của DC Swamp Thing đã được sinh ra. Đó không phải là Hắc đang đi tới. Anh ấy là một siêu anh hùng đáng sợ của DC Comics, Swamp Thing. Qua mặt nước, anh nhìn rõ được bộ dạng của mình. Anh không dám tin vào điều này. Hôm qua rõ ràng vẫn là một người bình thường, mà bây giờ đã biến thành một con quái vật đầm lầy. Anh ra sức xé bỏ lớp da mới này, nhưng cho dù bản thân có đau đến thế nào, thì những dây leo đó cũng tự nối liền lại. Đồng thời lúc này, một bé gái ở trong bệnh viện dường như cảm nhận được nỗi đau của anh ấy, vật lộn trong tuyệt vọng trên giường bệnh. Bác sĩ lập tức tiêm cho cô bé một liều thuốc an thần. Đợi khi cô bé tỉnh lại, cô bé liền nói với y tá ở bên cạnh, người đàn ông ở trong đầm lầy rất đau khổ, bây giờ rất cần sự an ủi của cô bé. Nhưng bác sĩ lại nói đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, bảo cô bé đừng nghĩ quá nhiều. Cô bé bất lực quay đầu đi, nhìn những cành cây đung đưa trong gió ngoài cửa sổ. Lòng cô bé cảm thấy rất khó chịu. Phía bên này, Swamp Thing cuối cùng cũng từ bỏ việc hành hạ bản thân, chìm vào trong đầm lầy. Vô số dây leo bao quanh người, bắt đầu chữa lành vết thương cho anh ấy. Ngày hôm sau, lúc bác sĩ tới kiểm tra, thì không thấy bé gái đâu cả. Cô bé đã đập vỡ cửa sổ để chạy trốn. Aken tới tìm John để nhờ anh ấy tìm giúp. Anh không làm cô thất vọng, chỉ mới có 3 phút, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ cấp dưới của mình. Dấu vết của bé gái được tìm thấy ở bến tàu phía nam. Hai người lập tức đi tới bến tàu. Người quản lý đưa thẻ tay của cô bé cho Aken, còn cho biết con thuyền vừa mới đi hôm nay chỉ có nhân viên tuần tra hàng ngày, mà địa điểm tuần tra ngày hôm nay chính là nơi nguy hiểm nhất của đầm lầy này. Phía bên này, nhân viên tuần tra đang chuẩn bị trở về. Đột nhiên hai ánh sáng phát ra từ sâu trong đầm lầy, thông qua ống nhòm nhìn thấy hai người đàn ông đang lén lút làm gì đó. Nhưng khi anh bật đèn cảnh báo dọi vào, thì một người đàn ông vừa hay nhấc một cái hộp lên. Nhân viên tuần tra tới gần, hắn nói đồng bọn hãy cứ bình tĩnh, còn nói rằng bản thân có thể tự mình giải quyết. Nhưng sự chú ý của nhân viên tuần tra đều dồn hết vào cái hộp sắt này. Anh hỏi bọn họ trong hộp này có phải là thuốc lá không. Hai người họ không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt của tên tóc dài tràn đầy sát khí. Ngay khi anh ấy hỏi lại lần nữa, đột nhiên hắn dùng dao xiên mạnh một cái, nhân viên tuần tra gục ngay tại chính thuyền của anh. Khi anh quay đầu lại, thì phát hiện có một cô bé đang trốn ở trong thuyền. Tên tóc dài bước qua chuẩn bị phi tang cái xác. Khi anh ta quay lưng lại bong, cô bé nhân cơ hội lao ra, rồi nhảy xuống đầm lầy. Tiếng nhảy xuống nước vẫn kinh động tới hắn ta. Hắn nhìn thấy bóng lưng đang chạy trốn, liền rút con dao dài 60cm ra,
Đồng thời lúc này, Swamp Thing bỗng nhiên tỉnh lại. Anh dường như cảm nhận được điều gì đó, liền đứng dậy quan sát xung quanh. Nhìn chằm chằm vào hướng cô gái nhỏ đang chạy trốn, cô bé này thảm rồi. Sau lưng thì bị tên tóc dài cầm dao đuổi theo, còn trước mặt thì là một con quái vật đầm lầy đáng sợ. Đến bước đường cùng, cô bé trốn vào căn nhà gỗ dưới nước, cô bé nghĩ rằng mình đã an toàn. Đột nhiên một con dao từ trên xuyên xuống, cô bé liền bơi ra chỗ sâu hơn. Nhưng vừa quay đầu lại, tên tóc dài không hề đuổi theo nữa. Hóa ra hắn đánh úp cô bé từ phía bên phải. Trong lúc hoảng loạn, cô bé trèo bậc thang lên gác xếp. Tên tóc dài rất nhanh đã phát hiện ra cô. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng động lớn. Cúi xuống nhìn, căn nhà gỗ bị thủng một lỗ lớn. Giờ đến lượt tên tóc dài cảm thấy lo lắng. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau có thứ gì đó. Hắn sợ hãi tột độ, rút một con dao nhỏ đâm thẳng vào tay của con quái vật. Nhưng dường như không hề có tác dụng. Swamp Thing nhẹ nhàng ném hắn bay ra xa. Vết thương của Swamp Thing nhanh chóng lành lại. Hắn hỏi người là thứ quái quỷ gì vậy? Swamp Thing ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ đáng sợ. Tên tóc dài vẫn muốn chọn cái chết. Swamp Thing hét lên một tiếng, vô số các dây leo quấn quanh người hắn. Sau đó lôi hắn ra khỏi căn nhà gỗ, nhìn toàn cảnh. Hắn bị phân thây thành trăm mảnh. Cô bé sợ hãi nhìn Swamp Thing. Swamp Thing nhìn cô với đôi mắt sáng rực. Đợi đến khi Aken đuổi tới nơi, thì cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm. Cô định tiến lên phía trước, thì Swamp Thing đột nhiên đứng dậy. Từ sau khi biến thành quái vật, đây là lần đầu tiên gặp lại Aken. Nhưng Aken không biết điều này. Cô lấy hết can đảm để kéo cô bé về phía mình, rồi dẫn cô bé rời khỏi nơi này. Cô bé dựa vào vai của Aken và kể cho cô mọi chuyện. Ánh mắt của Aken đột nhiên thay đổi, bởi vì con quái vật nói rằng nó tên là Holland. Người đàn ông này chỉ là vừa đi tiểu, thì sau lưng xuất hiện một cái bóng đen. Đợi đến lúc anh quay đầu lại, thì hàng trăm triệu con bọ nhỏ đã xâm nhập vào cơ thể anh. Swamp Thing dường như cũng cảm nhận được gì đó, và giận dữ hét lớn với ông trời. Phía bên này, Aken đang tới tìm đồng nghiệp của mình. Nhưng khi cô tìm tới nơi, thì đồng nghiệp luôn quay lưng về phía cô. Aken nhẹ nhàng kéo một cái, đồng nghiệp của cô đã bị nhiễm virus nghiêm trọng. Ngay chính khoảnh khắc mà anh ấy đứng dậy, thì liền trực tiếp xuống sàn nhà, miệng còn nôn ra chất lỏng màu xanh, thậm chí còn có cả cây thủy sinh. Ngay sau đó bác sĩ cũng đã đến, liền lập tức cấp cứu cho anh ấy. Nhưng loại virus này thực sự quá mạnh, với trình độ y học hiện tại của họ, căn bản không thể chữa được, bất lực. Aken lại lái thuyền đi tới đầm lầy. Đợi khi cô đi tới phòng thí nghiệm của Holland, thì trời đã không còn sớm nữa. Cô lục lọi tìm kiếm tài liệu có ích, dưới gầm giường có một cái hòm sắt. Cuối cùng cũng tìm thấy nhật ký nghiên cứu của Holland. Nhưng chính lúc này, nhiều con bọ bỗng nhiên bò ra khỏi sàn nhà. Aken xem quá nhập tâm, nên không phát hiện ra điều này. Vô số các con côn trùng nhỏ đều đã có mặt ở mọi ngóc ngách trong phòng. Tiếc là tâm trí của cô ấy chỉ đang tập trung vào quyển sách. Aken nhoẻn miệng cười một cái, rơi vào hồi ức của quá khứ. Lần đầu gặp mặt rất vui vẻ. Nếu như Holland không biến thành quái vật, thì e là hai người đã đến với nhau rồi. Càng nghĩ càng sầu não, cô nhanh chóng trở về thực tại, cũng phát hiện những con côn trùng ở dưới chân. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng động ầm ầm từ phía mái nhà. Cô cầm đèn dầu kiểm tra xung quanh, liền nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Căn phòng này đã bị toàn bộ những con côn trùng nhỏ bao vây. Cô sợ hãi chạy vào một góc, âm thanh đó càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên có tiếng gầm lớn ở trên mái nhà, khí cô sợ hú hồn. Bên ngoài trời lạnh và mưa, những con côn trùng ngày càng nhiều, không thể có khả năng chạy trốn. Tiếng gầm trên mái nhà càng lúc càng gần. Đột nhiên, một cái bóng đen lao xuyên qua cửa kính, cao khoảng 1,7 mét, trên mặt đầy những con bọ màu trắng. Aken tìm thấy một con quả pháo sáng, dùng đèn dầu để châm ngòi, uy hiếp đối phương đừng có đến gần mình. Ánh lửa khiến cho hắn ta không dám tiến gần, nhưng pháo sáng chỉ sáng được một lúc liền tắt. Thời khắc nguy cấp, sàn nhà đột nhiên vỡ tung, một con quái vật mạnh hơn đã xuất hiện. Swamp Thing trừng mắt nhìn vào cái bóng đen đó, hắn ta dường như vẫn không ý thức được nguy hiểm. Swamp Thing dần dần tiến về phía hắn, hắn ta ra sức đấm Swamp Thing một cái, nhưng giống như gãi ngứa vậy, Swamp Thing liền đánh hắn bay ra xa cả 100 mét. Vốn tưởng rằng là một kẻ ác, nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Swamp Thing ngồi xổm xuống và ấn đầu hắn, sau đó nói một câu A Di Đà Phật. Dưới con mắt ngạc nhiên của Aken, bóng đen biến thành một chất lỏng màu đen. Aken ngẩng đầu nhìn về phía Swamp Thing, đây là lần thứ hai họ gặp nhau. Swamp Thing đứng bất động trên sàn nhà, vì sợ làm Aken sốc. Nhưng anh không biết rằng, bé gái đã kể toàn bộ sự việc cho Aken nghe. Cô biết Swamp Thing chính là Holland. Khi một lần nữa nghe thấy tên của mình, trái tim anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh cẩn thận đi về hướng Aken. Đôi mắt đỏ ngầu của anh tràn ngập tình yêu thương. Những kỷ niệm trong tâm trí ùa về. Sau đó Swamp Thing đã gọi tên của cô ấy. Aken cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô liền hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong tâm trí của anh chỉ nhớ khung cảnh mình bị rơi xuống nước. Aken nói rằng bản thân không hiểu tại sao căn bệnh này lại tấn công loài người. Swamp Thing nói rằng đó không phải là tấn công, mà là sự phản công của thiên nhiên. Câu nói này dường như thức tỉnh Aken. Cô lập tức lái thuyền trở về bệnh viện ngay trong đêm, bất chấp sự phản đối của y tá. Cô đã ném tất cả thuốc kháng sinh đi,
và tiêm cho đồng nghiệp loại thuốc làm ức chế sinh trưởng. Chỉ vài phút sau, anh ấy quả nhiên đã tỉnh lại. Căn bệnh này cuối cùng cũng đã tìm ra cách cứu chữa, mà Swamp Thing vẫn phải đối diện với những thách thức sắp tới.